Với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu phù hợp, bà con người Dao ở thôn Ná Lùng, xã Công Mì, huyện Bát Sát đã đưa cây khoai môn vào trồng, mang lại thu nhập khá cao. Từ hiệu quả kinh tế đem lại đang mở ra hướng phát triển mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại địa phương. Những ngày này, bà con người Dao ở thôn Ná Lùng vào vụ thu hoạch cây khoai môn. Cây trồng mới này được bà con nhân giống mở rộng diện tích trồng trong vài năm gần đây. Chị Lý Thị Hằng cho biết, cây khoai môn rất hợp với chất đất và khí hậu ở đây. Cây đang phát triển tốt, năng suất cao và chất lượng thơm ngon nên được nhiều người ưa chuộng. So với các loại cây trồng khác, cây khoai môn đem lại giá trị kinh tế cao hơn. Trồng sắn thì 1 hecta thì mình có thể bán được tầm hơn 20 triệu. Thì nếu mà trồng khoai môn thì 1 tấn là 15 triệu. Thì 1 hecta mình trồng được tầm 7 đến 8 tấn. Trước đây, khoai môn chỉ được bà con trồng phụ quanh nương đồi để cải thiện bữa ăn và chăn nuôi. Tuy nhiên, do hiệu quả và chất lượng củ thơm ngon, nhu cầu của thị trường ngày càng cao nên được mở rộng diện tích và dần trở thành một trong những cây trồng chủ lực, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Từ năm 2023 thì có trong thôn thì có một số nhà thì cũng trồng tầm khoảng 1 đến 2 hecta, thì trong một hết, trên 1 hecta thì cũng tầm khoảng hơn gần 100 triệu đâm ra. Thế là nhân dân cứ áp dụng theo những nhà đấy trồng, thì đến năm nay thì một số nhà là trồng rất là nhiều, là ví dụ như năm 2023 thì tầm khoảng 30 nhà thôi, nhưng mà đến năm nay là đến tầm khoảng 80 nhà. Trồng khoai môn từ lúc xuống giống đến khi thu hoạch khoảng 6 tháng, không tốn nhiều vốn đầu tư, chỉ cần bón phân và làm sạch cỏ cho cây phát triển. Bình quân mỗi 1 hecta thu được khoảng 15 đến 16 tấn củ, với giá bán từ 15 đến 16 nghìn đồng 1 kg. Với trên 40 hecta khoai, bà con thôn Ná Đùng dự ước thu gần 700 tấn củ, trị giá trên 11 tỷ đồng. Chúng tôi cũng đã quy hoạch vùng trồng cho nhân dân để làm sao trồng và đảm bảo về chất lượng, không trồng quá nhiều để dẫn đến cái việc bao tiêu đầu ra. Hiện nay là xã đang tiến tới xây dựng OnCop cho cái sản phẩm khoai môn để nhằm từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cho nhân dân. Từ hiệu quả đem lại, xã Công Mì xác định cây khoai môn là một trong những cây trồng chủ lực của địa phương để người dân yên tâm mở rộng diện tích. Chính quyền sẽ hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc, định hướng nhân rộng đến các thôn khác, giúp người dân xóa đói giảm nghèo tại địa phương.